Ngày 27 tháng 9, vào khoảng 8 giờ 53 phút, anh X chạy xe tải trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Tới đoạn để rẽ vào quốc lộ 51 thì chạy lố nên anh X dừng lại. Sau đó, người này cùng phụ xe dùng khăn vải che lại biển số phía trước nhằm che mắt camera, rồi đi lùi trên cao tốc để rẽ vào quốc lộ 51. Qua công tác vận hành hệ thống giám sát và tuần tra kiểm soát trực tiếp, Tổ Cảnh sát Giao thông đội 6 đã truy tìm kịp thời và làm việc với tài xế xe tải. Sau đó, Cảnh sát Giao thông lập biên bản tài xế 2 lỗi về hành vi lùi xe trên đường cao tốc và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp. Với lỗi lùi xe trên đường cao tốc, tài xế sẽ bị phạt tiền 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 đến 7 tháng. Với lỗi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, tài xế có thể bị phạt 4 đến 6 triệu đồng. Đến 9 giờ 48 phút cùng ngày, Tổ Cảnh sát Giao thông tiếp tục phát hiện và lập hồ sơ xử lý một trường hợp xe container về hành vi lùi xe trên đường cao tốc.